Thưa quý vị các bạn, sau gần một năm thực hiện đề án số 09, kế hoạch số 79 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về việc triển khai thực hiện nghị quyết số 18, số 19, hội nghị lần thứ 6 Ban chấp hành Trung ương Đảng khóa 12 của Đảng, nhiều cơ quan, đơn vị, địa phương trên địa bàn tỉnh đã thể hiện quyết tâm chính trị cao, vận dụng cách làm sáng tạo nhằm đổi mới, sắp xếp tổ chức bộ máy của hệ thống chính trị. Kết quả bước đầu cho thấy, nhiều đầu mối đã được tinh gọn, số lượng biên chế sự nghiệp giảm, chất lượng đội ngũ cán bộ và hiệu quả công việc ngày càng được nâng cao. Ghi nhận tại Đảng bộ huyện Phú Bình, mời quý vị và các bạn cùng quan tâm đón nghe. Nếu như trước kia để triển khai một công việc mới, xã Nga Mi phải tổ chức từ 2 đến 3 cuộc họp bàn, bao gồm cả công tác đảng và chính quyền, thì từ tháng 5 năm 2018, công việc này đã được triển khai nhanh gọn hơn, bởi chỉ cần một cuộc họp do đồng chí Bí thư Đảng ủy kiêm Chủ tịch Ủy ban nhân dân xã chủ trì, các phần việc đã được triển khai một cách rõ ràng, chính xác, theo hướng tiết kiệm thời gian và đảm bảo chất lượng, hiệu quả trong tổ chức thực hiện. Đặc biệt, để tránh tình trạng một cá nhân vừa đá bóng vừa thổi còi, xã Nga Mi đã xây dựng lại quy chế hoạt động của Đảng ủy và Ủy ban nhân dân xã, xác lập vai trò của từng đồng chí trong Ban Thường vụ, Ban chấp hành Đảng bộ xã với chính quyền và các đoàn thể, đồng thời tăng cường trách nhiệm của cán bộ trong hệ thống chính trị của địa phương. Chia sẻ về điều này, đồng chí Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch Ủy ban nhân dân xã Lương Phú Nguyễn Quốc Hùng nói: Về tiếp nhận chủ trương, chính sách và nghị quyết của cấp trên thì một đồng chí bí thư tiếp nhận về thì nếu như chúng ta không kiêm nhiệm thì phải về triển khai một bước nữa, sau đó chủ tịch ban dân lại tiếp thu tinh thần nghị quyết và triển khai thực hiện cái kế hoạch đó ở cơ sở mình. Thế nhưng mà nếu như nhất thể hóa hai chức danh thì đồng chí bí thư tiếp thu xong đồng thời về tư duy và thực hiện triển khai ở cơ sở, tôi thấy rằng là như thế là phù hợp. Từ việc thực hiện điểm ở xã Nga Mi, mô hình đồng chí bí thư đảng ủy, đồng thời là chủ tịch ủy ban nhân dân xã được huyện Phú Bình nhân rộng tại xã Đông Phú. Việc hợp nhất các chức danh khác tương đồng về nhiệm vụ, chức trách cũng được huyện thực hiện các bước chắc chắn, phù hợp với đặc thù và thực tiễn của từng cơ quan, đơn vị địa phương. Theo đó đến nay đã thực hiện mô hình đồng chí bí thư cấp ủy cơ sở, đồng thời là chủ tịch hội đồng nhân dân xã thị trấn đối với 10 trên 20 địa phương của huyện. Thực hiện sắp xếp trưởng ban tuyên giáo, đồng thời là giám đốc trung tâm bồi dưỡng chính trị huyện, trưởng ban dân vận, đồng thời là chủ tịch ủy ban mặt trận tổ quốc huyện. Qua thực tiễn bước đầu cho thấy sự đúng đắn, hợp lý và hiệu quả trong quá trình thực hiện. Đánh giá về điều này, đồng chí Dương Văn Định, trưởng ban dân vận huyện ủy, chủ tịch ủy ban mặt trận tổ quốc huyện nói: Việc mà tiếp nhận công việc từ cấp ủy, triển khai chỉ đạo đối với mặt trận tổ quốc các tổ chức thành viên thì có nói là hết sức thuận lợi. Bởi vì đồng chí trưởng ban dân vận thì được tiếp nhận toàn bộ các nhiệm vụ thông qua các hội nghị, đặc biệt là hội nghị chỉ đạo lãnh đạo của ban thường vụ huyện ủy, thì sau đó về triển khai trực tiếp đối với mặt trận tổ quốc và các tổ chức thành viên, đồng thời lãnh đạo chỉ đạo trực tiếp các đoàn thể, nên là công việc của nó không mang nhất là gián đoạn và là hành chính hóa. Về tinh giản biên chế, theo kế hoạch đến năm 2021, huyện Phú Bình giảm 10% biên chế trong toàn huyện, tương đương với 268 biên chế. Đến nay, nhờ làm tốt công tác tuyên truyền vận động, sau một năm thực hiện nghị quyết Trung ương 6 khóa 12, huyện đã thực hiện giảm 4 biên chế và có 40 người đăng ký nghỉ chế độ trong năm 2018 theo nghị định số 108 của Chính phủ và nghị quyết số 02 của Hội đồng nhân dân tỉnh. Việc thực hiện chủ trương chấm dứt các hợp đồng làm chuyên môn nghiệp vụ trong các cơ quan, tổ chức, đơn vị hành chính được thực hiện nghiêm túc. Đặc biệt, căn cứ chỉ tiêu biên chế được giao và đề án vị trí việc làm của từng đơn vị, trong năm qua, huyện Phú Bình đã xin chủ trương và tổ chức thi tuyển biên chế công chức, viên chức. Đây là giải pháp kịp thời của huyện, cũng là cơ hội để cán bộ hợp đồng làm công tác chuyên môn, có năng lực và nhiều năm kinh nghiệm tiếp tục cống hiến công tác lâu dài trong các cơ quan hành chính nhà nước. Chia sẻ về điều này, anh Nguyễn Việt Vĩ, chuyên viên phòng kinh tế hạ tầng, nói: Từ khi nhận được cái quyết định trúng tuyển thì cá nhân tôi cũng cảm thấy rất yên tâm và luôn là xác định là phải phấn đấu hơn nữa và học hỏi hơn nữa để phấn đấu hoàn thành tốt mọi nhiệm vụ được giao. Đây cũng là cơ sở để cán bộ trẻ trưởng thành trong thực tiễn, từ đó góp phần hình thành đội ngũ cán bộ lãnh đạo kế cận, đủ năng lực, trình độ để địa phương hoàn thành tốt nhiệm vụ chính trị được giao. Về điều này, đồng chí Dương Văn Hưng, Phó Bí thư Thường trực Huyện ủy nói: Cái việc sắp xếp bố trí các cái cơ quan đơn vị tổ chức theo cái chỉ đạo của Trung ương của tỉnh là rất là phù hợp. Trong thời gian tới, Ban Thường vụ huyện ủy Phú Bình tiếp tục xây dựng kế hoạch và chỉ đạo sắp xếp lại các cơ quan đơn vị đúng với cái yêu cầu
và phù hợp với cái tình hình thực tiễn của địa phương, của đơn vị để nhằm phát huy tốt các cái chức năng, nhiệm vụ của các cơ quan tham mưu và cái việc tổ chức triển khai thực hiện. Các mô hình đã triển khai tại Phú Bình đều cho thấy sự cần thiết và tính cấp thiết phải tiếp tục đổi mới, sắp xếp tổ chức bộ máy của hệ thống chính trị. Tuy mới chỉ là kết quả bước đầu, nhưng chắc chắn sẽ tạo điều kiện thuận lợi để Đảng bộ huyện tiếp tục giải quyết những vấn đề mang tính chiều sâu trong thời gian tới.
Honda ô tô Thái Nguyên kính chào quý khách. Honda ô tô Thái Nguyên, địa chỉ đường Cách Mạng tháng 8, tổ 3, phường Cam Giá, thành phố Thái Nguyên. Honda ô tô Thái Nguyên với cơ sở vật chất và trang thiết bị hiện đại, đội ngũ tư vấn chuyên nghiệp luôn đảm bảo chất lượng phục vụ tốt nhất. Honda ô tô Thái Nguyên cung cấp các dòng xe ô tô nhập khẩu nguyên chiếc từ Thái Lan như Honda Ra, Honda City, Honda Civic, Honda HR-V, Honda CR-V và Honda Accord với phương thức trả góp. Chỉ cần 150 triệu, quý khách hàng sẽ sở hữu ngay một chiếc xe ô tô với kiểu dáng đẹp, chất lượng tốt, động cơ bền bỉ, tiết kiệm nhiên liệu. Hiện nay, Honda ô tô Thái Nguyên có nhiều chương trình khuyến mãi hấp dẫn cho tất cả các dòng xe, đặc biệt là xe Honda CR-V và Honda Ra. Khuyến mại, bảo hiểm thân vỏ xe, phụ kiện cho Honda CR-V và giao xe ngay. Chương trình khuyến mại cho Honda Ra lên tới hơn 50 triệu đồng. Chương trình khuyến mại cho Honda CR-V và Honda Ra chỉ áp dụng trong tháng 2 và tháng 3 năm 2019. Honda ô tô Thái Nguyên trân trọng kính mời quý khách hàng đến showroom để được xem, tư vấn và trải nghiệm lái thử các dòng xe Honda ô tô. Mọi chi tiết xin liên hệ qua số hotline 0933 875 777. Honda ô tô Thái Nguyên trân trọng cảm ơn quý khách. Quý vị và các bạn thân mến, quý vị và các bạn vừa theo dõi chương trình truyền thanh của Đài Truyền thanh Truyền hình Phú Bình. Cảm ơn sự chú ý đón nghe của quý vị và các bạn. Của quý vị và các bạn. 0989 612 668. Truy cập website www.radiovietnam.com.vn để biết thêm chi tiết.